rồi. Con đâu hết rồi? Chào các chế nhá. Mở loa lên cho tiếng nhạc đi. Chờ em một chút nhá, em mở lấy cái iPhone 4 kia mở nhạc ở trên bàn. Em mở chút nhạc cho mọi người nghe nhá. Vâng ạ, mấy con chào em cái. Vâng ạ, chào mọi người ạ. Em sẽ lên sản phẩm cho nhà mình nhá. Em sẽ lên sản phẩm luôn ạ. Mở nhạc đi. Mày ngồi mày mở nhạc trước đi ạ. Em phải cho tí son vào cho nó đậm chất đáng yêu tí ạ. Cho em bên cạnh mà làm mẫu đi. Son này đánh thích lắm các chế ạ. Son này em không bán nhá. Son này em không bán đâu. Ai mua thì em bảo chỗ cho mua thôi. Em không bán. Em mua về để dùng thôi. Son rất là đẹp luôn. Mở tí nhạc nghe đi. Dùng cái này rất thích. Mua mẹ nó cả chục hộp về live stream. Ngày nào cũng live stream. Mỗi ngày live stream một màu. Nó đã độc và lạ. Các chế ạ. Thì đánh vào nhạc. Vào YouTube làm gì? Ơ, chị vừa vào ấy. Nghe nhạc. Vâng ạ, à, em lên đây ạ. Em mở nhạc á. Nghe nhạc rẽ mic cho. Em bảo là nghe nhạc rẽ mic cho cơ chế ạ. Mở đi. Cứ nhạc là được, nhạc gì chẳng được. Quan trọng là hàng hóa ấy chứ. Các chị ơi, em giới thiệu là hôm nay nhá. Là em về tất này. Về tất nam nữ ạ. Vâng ạ. Em về tất nam nữ ạ. Chị ship em cái khẩu súng. Chị chỉ có khẩu súng to thôi. Các chế comment đi ạ. Vâng ạ. Hủy đơn cũng được, không sao. Đi đánh sập con giả danh. Vâng ạ. Con nào giả danh hả? Đi đánh sập con giả danh đang like kìa. Ờ, Thắng Phượng ơi, con nào nó đang like à? Cái trang nào đang giả mạo em á? Thử search nào. Thử search có con nào giả mạo không? Ship cho em bên cạnh. Vâng ạ. Không thích đừng có sủa. Vâng ạ. Nhạc set đi. Vâng ạ. Đang em đang lên nhạc nhá. Chào Mai Hương ạ. Cho chị coi xét mút mỏng đi. Mút mỏng nào nhỉ? Em cũng không rõ là mút nào nữa cơ. Đây là có khách nhận lấy rồi. Chị lại phát lên đây cho Kim quá. Có khách nhận lấy cái này rồi. Đây.
cả ống, cả ống luôn. Vâng ạ, rất là đẹp. Các chị ơi, chị nào mà muốn xinh xinh tươi tươi như em, mua cái thỏi son này về nhá. Em thấy mua hơn 200.000 nữa xứng đáng. Đẹp, đẹp lắm ạ. Chị xinh quá. Chẳng qua hôm bữa trước ấy, có con đứa nó chê môi xấu, thế là mới đi mua mấy hộp son này về. Mỗi ngày một hộp, mỗi ngày một màu luôn, rất là xịn. Đây à, mỗi ngày một màu. Đây là mình không bán nhá, mình chỉ mua về sử dụng thôi. Kết nối, kết nối Bluetooth. Đấy, anh em ở nhà cho mọi người nghe tí dạo á. Có, chuẩn bị ship. Sao ai để cài đặt dữ liệu di động lại bật lên vậy? Áo cúp ngực ngang mấy nữa mới về chị Nguyễn Thảo Vi ơi. Trả lời đi. Sao máy này hôm nay chậm hơn, chậm nhỉ? Thì nó là live mà. Cho em xem. Vâng ạ, Thắng mua bộ đang mặc. Không ạ, đẹp luôn. Vâng ạ. À, em vào xét tất nhá. Tất vào quần lót, nếu mà chị nào xem quần lót tất thì tất mấy quần lót. Chị chỗ bán son, Vân Miu, tăng tăng tên cái chị bán son à. Cái chị bán son đấy hả? Để lát nữa em đăng cái đấy lên để cho các chị nào muốn mua son thì vào đấy mua nhá. Em không có không có bán đâu. Em vô tình em lượm được. Đẹp lắm. Hình như hơn 200.000 thôi. Em mua mấy hộp mà có 1 triệu à? Em mua mấy hộp mới có 1 triệu. Nói chung là dùng được các chị ạ. Em thấy màu nó cũng tươi sáng. Bún chả A cái gì? 2018 còn dùng iPhone 4 thường. Đây iPhone, iPhone đây mọi người. Không thiếu iPhone. iPhone đây. iPhone này để phát nhạc. iPhone 4 bây giờ đố ai có mua. Ta dùng đồ cổ, vâng ạ, xem. Vâng ạ, lên đồ nào, vâng ạ. À, em sẽ lên đồ cho các chế ạ. Vâng ạ, dạ vâng. Nguyễn, Bích, Huyền Nguyễn ơi, chị inbox lại cho em nhé. Chị chắc là tin nhắn bị trôi ấy, inbox luôn nha, đang có nhân viên chốt hàng. Chị ơi, chị nào mà inbox bị trôi ấy, bây giờ nháy qua inbox ạ. Áo FZ38. Cho em xem bộ hồng nút đằng sau. Bộ hồng baby chị. Hồng baby đây. Đây mày, mày cứ vào lấy ở nhà kìa tao. Thôi em bỏ cái bộ này ra cho mọi người xem nó dễ. Hồng Nguy, vâng ạ. Con dở ơi, vâng ạ. Dở ơi mà lại còn đéo biết bơi, nhưng đây lại biết bơi cơ. Dở ơi, chỉ sợ nhất là cái con dở ơi mà nó lại không biết bơi. Cơ mà em lại thuộc dòng là biết bơi, nên là em không có hỏi. À mà lại chiều nay tí đi bơi đi. Chị ơi, 180k thôi ạ. 180k đi nhá. Bao đẹp ạ. 180k các chị ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Em đang lên nhạc nhưng mà cái 4 này nó bị đơ ra. Đây này các chị này. Bao nhiêu người? 610. Hôm nay để người lạ lên đối. Sinh vật thông minh cả tính bay lờ. Thôi hôm nay nhiều người khen mình thế mình ngại ngùng à. Cái này đằng sau đây các chị yêu ơi. Các chị yêu ơi, đằng sau đây nhá. Rất là đẹp luôn. Cả bộ này em chỉ bán có 180k thôi ạ. Hai bộ hồng, mỗi bộ 34 và 36. Chị Bích Huyền ơi, 34 và 36 em không có. Cái bộ này em chỉ có 38A và 38B và 38C nhá các chị nhá. Cái này là em chỉ có về 38 thôi. Không có cái bộ size nhỏ ạ. Vâng ạ. Lan Hoàng 38 kìa.
Lan Hoàng bấm bộ này 388 này, 38 baby à. Ai các chị mà cứ order cái bộ này thì comment 38 baby nhá. Em gái em nó sẽ ghi ạ. Cái này là 38 baby ạ. Chỉ có size 38 thôi nhá. Không có cái Lan Hoàng à. Lan Hoàng ấy. Chị cho em số điện thoại thông tin gửi hàng. Có rồi ấy. Và bấm vào Lan Hoàng chị vẫn chat với chị mà. Chị Lan Hoàng chị có thông tin rồi sao? Chị vâng ạ, chị Hương Dinh ạ, chị inbox cho em nhá. Hương Dinh ơi, chị inbox nhá. Có áo su không em? Có áo su không em? Xinh gái mà áo có cúc ngực ở trước bao nhiêu? Chốt 38 baby, ok. Đó. Chị ơi, chị inbox đi. Chị inbox đi nhá. Mình KK 38 cho vợ Minh KK, ok ạ. Anh inbox nhá. Có 160k đâu, không có nhiều đâu. À 180k không có nhiều đâu nhá. Xin vào tầm 21 ạ. Thank you.
không còn màu da nữa nhá. Mặc như em đang mặc này luôn. Các chị nào order nhá. Vâng ạ, bấm mã ren ren giúp em nhá. Bấm mã ren ren giúp em ạ. Các chị order bấm mã ren ren cho em nhá. Còn Mỹ chỉ còn mò thôi. Rõ ràng là có cái bộ cờ Mỹ là để vào trong cái túi ở đây này. Để ngay đây này. Vừa để cái bé ở đây này. Ta vừa để ở đây rồi mà. Chị ơi, đây ạ, cờ Mỹ này em chỉ còn một bộ duy nhất nha, các chị nhanh tay nha. Bộ yếm cờ Mỹ đây nhá. Yếm nó như thế này nhá, còn nó đây ạ. Bộ yếm cờ Mỹ nhá. Giang Nguyễn là 34 ạ. Đen đen 34 nhá. Đen đen 34 150 ạ. Đen đen 34 150 nhá. Đen đen 34 150 ạ. Hàng này lưng ngực như này rất là đẹp. Còn ai chốt 34 cái gì kia kìa. Nhá các chị nhá.
hàng 3 CI nhá. 3 CI luôn ạ. Một tẹp mác này, hàng chính hãng ạ nhá. Sau mạng bị sao nhỉ? Ở màu 34 em đang mặc màu đen 34. Nó ở dưới cái đáy sọt, đáy đáy này, móc 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 ở cuối hai cái này. Bên này tất hoặc cái sọt kia. 34 em còn nhá. Trong cái túi này xem có. Trong cái túi này này. Em nhớ là còn 34 mà. Vâng ạ. Alo, áo đấy bao tiền chị ơi? Áo này 150k nhá. Áo này em đang mặc là 150k nhá. Này cái này 34 mà cơ nhỉ. Cái nào A ấy? Nhìn lại quà sọt kìa. Vâng ạ. Cola Bikini Tú Lê Coca Cola bán rồi nhá. Áo đang mặc bao nhiêu? 150k. Đang phản hồi ạ. Vâng ạ. Còn bộ cái này hàng dán ngực cho chị nào nhá. À cái này là hàng dán ngực này. Cái này vừa này. Biết này, cái này vừa này. Này nó vừa đấy. À, em có hai cái hàng dán ngực nhá. 130k. 130k một chiếc ạ. Rất là đẹp. Các chị dán ngực mà nâng ngực thì lấy cái này. Vâng ạ. Cho cái quần đen đó bao nhiêu chị? Cái quần này nó là màu xanh gì ấy. Màu xanh đen, nó đẹp cơ. Màu xanh ghi đen. Xanh ghi đen. Đấy. Cái màu rất là Hàn Quốc, rất là đẹp luôn. Cái này là 75k một chiếc chị ơi. Cái này là 75k một chiếc chị nhá. Vâng ạ, em đây ạ. Chị cho em rồi đó nha. Vâng ạ, chị inbox ạ. Vâng ạ, mặc thử xem. Lên set đi chị. Lên set là set điện giờ hết rồi nhá. Bây giờ toàn set ghép thôi. Chỉ có mỗi 38B thôi. Chỉ có mỗi 38 thôi ạ. Hàng như bạn lấy 34 chị đang mặc. Nhưng mà 34 ở mé bên này thì sao ấy. 34 chị còn mà. Chị nhớ là còn. Cái áo này ba mấy đây? Cái này 32 này. Chế nào 32 thì lấy cái mẫu này đi. Cho chị hai áo đang mặc màu 60kg. 60kg. Chị ơi, 36 chị có mặc được không ạ? 60kg hỏi chị em. Em 50kg đã vừa cái này rồi nhá. Chỉ 55kg thôi chứ 60kg. 60kg em sợ ấy. Sợ chặt không ạ? 60kg không khi mặc được. 38 chứ. Ờ vâng ạ, một bộ đen 34 bao nhiêu em? Một bộ đen à? Ờ chị ơi, chị lấy cái này 34 này xong ghép quần thôi. Ghép quần thì 75k. Ghép quần thì 75k. Những cái quần này ghép ạ. Vâng ạ. Nhá, em sẽ lên như thế này này cho các chị dễ. Chị nào lấy 36 em còn một đôi này, chị lấy lốt đi. Hàng rất là đẹp luôn. Đâu nhỉ, cái mũ da đâu à. Đây. Còn một đôi này rất là đẹp này. 36 em còn sót kho ấy. Vâng ạ, chị ơi áo tập gym đi chị. Vâng ạ, chờ tí nhá. Sáng like thấy bình thường mà tối. Vâng ạ. À, chị ơi áo tập gym. Không chị có nhá. Hớt tóc hoàng. Vâng, ok ạ. Ừ. Các chế ơi, chế nào mà thích bộ cờ Mỹ nhá thì order ngay nhá. Cái bộ cờ Mỹ này này là hốt ngay cho mình nhá. Ờ, hôm nay shop kho về nhưng mà nó là yếm ạ. Vâng ạ, Hà Thu ạ. Cái bộ này là yếm nhá. Cờ Mỹ này là yếm, vâng ạ. Cho chị size 38 hai màu. 36 hai màu. Chị gì chị lấy hai màu rồi là 36 thanh ta. Vâng, em thay ra luôn giải chị nhá. Inbox luôn chị ơi, chị thoát ra vào inbox cho em xin số điện thoại và địa chỉ ạ. À. Chị ơi, chị thoát ra đi ạ.
Cho số điện thoại địa chỉ ạ, chị qua inbox ạ. Qua inbox đi ạ. Đâu không có tí nhà, không làm việc được cơ. Mạng nó đang yếu. Mạng yếu à? Ừ. Mà đút vào hốc mồm đâu. 4, 6, 3, 2.
Đường Trần Dinh Xu Vương Cố cái gì Thanh Ta đấy, Thanh Ta cho con số điện thoại đấy ở trên Facebook này. Vâng ạ. Em ơi tối nay cà phê mà bố mày mệt kéo chịu được 4-5 kg chị nha. 4-5 kg em vừa cái áo này nhá, 4-5 kg. Cái này là size S nhá, 4-5 kg vừa nhá, cái này là size S 4-5 kg vừa nhá, mình mặc nó hơi kích. Vâng ạ, 1m60 chị ạ. Mình được 45 kg, ngực nhỏ. Mình muốn mua bộ nâng ngực áo không dây, nâng ngực không dây, nếu mà 4-5 kg thì mặc những hàng này này, quần ghép nhá, áo này và quần ghép ạ. Có size 32 và 34 nhá, size 32 và 34 ạ. Cái này cài trước rất là đẹp luôn, là nửa quả nhá. Vâng ạ. Chào nhé. Mình thích màu đen cơ áo ngực. Mình thích màu đen áo ngực à? Size 34 à? 4-5 kg chỉ bạc 32-34 nhỉ? Bạn yếu quá. Không có màu đen nhá. Ta bảo có áo không dây không em? Chị ơi, áo không dây nhà em không về đấy. Tóm lại là em sẽ không lai áo nữa. Tóm lại này, em không lai áo nữa. Lai tất cho các chị nhá. Thôi em lai quần thôi, không thì nó lỡ mất. Thôi em lai quần cho các chị nhá. Em lai quần này, các chị chốt quần nè. Cái này rất là đẹp à. Cái này là size S nhá. Cái này size S rất là đẹp luôn các chị ạ. Cái này cực đẹp luôn, 75k đồng giá hết, 75k. Em lên đây để cho các chị biết là hàng nhà em nó đẹp cỡ nào. Hàng nhà em là hàng độc luôn, mà không chờ em là chẳng có ở đâu có luôn. Em dám khẳng định hàng này hàng hãng luôn nhá. Chi tiêu cơn 68 ạ. À. Đấy. Cái này rất là đẹp. Cái này rất là đẹp nhá các chị nhá. Đó. Cái này nhá, là S này là 48 kg. Mày bao nhiêu? 45 kg thôi nhá. 45 kg đổ về nhá. 45 kg nhá. Vâng ạ, thấy Hiền Trinh nhá. Người ta bán hàng mà mấy bố mấy mẹ chửi. Địt mẹ dư người ta điên, đúng rồi bạn ạ. Điên, nó điên ra tiền nhá. Nó đéo điên cái kiểu địt mẹ mày ngồi rảnh háng đâu. Địt mẹ mày điên nhưng mà nó điên ra tiền đấy. Điên ra toàn đô la thôi nhá. Nó đéo điên cái kiểu địt mẹ mày nhặt lá đóng bơ ngoài đường đâu. Mày phải hiểu những cái điên của nó. Thử coi đi chị. Bao nhiêu kg nhá? Lồn rộng à? Lồn cái mã bố mà bu mày. Ship lứng. Có lót quần đi em. Vâng ạ. Đẹp mà nhỏ quá. Các bạn cứ comment là số cân số ký đấy. Em sẽ mang những cái quần thích hợp cho nhé. Rất là đẹp luôn. Hàng nhà em thì chuẩn xị luôn. Làm sao? Cái quần này size S à? Bạn cho thông tin địa chỉ nhá. SQ vàng nhá. Đánh nào quẹ. SQ vàng nhá. Bạn đồng ý lấy cái này thì SQ vàng ạ. SQ vàng. Vừa ghim đi, quần lót đồng giá 75k. Vâng ạ. Đen lưới sau đi, ok. Cái này mà bạn có ai lấy không? Không có quần gì free size à? Đây là size M nhưng mà phải 60kg mới vừa nhá. 60kg trở lên mới vừa quần size M này ạ. 60kg nhá. 60kg trở lên mới mặc vừa quần này ạ. Rất là đẹp luôn. Có L không? Đây đang L đây.
đang lò gen đây, đang lò gen đi nhá. Vâng ạ, đang lò gen đây ạ. Vâng ạ, 55kg à, 55kg ưng luôn, chốt luôn mã này đi mò này. Cái quần này là hôm trước chị mặc bị quảng cáo đó. Hôm trước là chị mặc với cái cúp ngược quảng cáo đó, hôm nay nó lại về này. Vâng ạ. Vâng ạ. À, em ơi. Em ơi, em 55kg đâu rồi? 55 đó, quần đẹp đấy mặc thử xem nào. À, ta đéo mặc thử nhá. Mấy con chó hỏi mua vẽ lờn nha. Ta bò lốc luôn cái thằng, mày bò lốc luôn cái thằng Dũng Lê tao địt mẹ. Mày đang chạy quảng cáo bán hàng hả? Quần màu đen. Những đứa nào mà xem live của tao mà kiểu comment mà chạy inbox ấy, chạy bán hàng nhá, địt mẹ mày tao bò lốc hết. Tử tế tao còn để yên cho theo dõi nhá. Chứ còn địt mẹ mày chơi quả lố quá là đéo được đâu. Tao bò lốc ngay. Quần đấy bao nhiêu cân vừa em? Cái này chị ơi, 55kg là chuẩn đẹp nhá. 50-55kg ạ. Cái này rất là đẹp luôn, chỉ có một chiếc thôi. Chị làm nhanh tay thì được cái quần này. Vì em dích là thực sự là rất là đẹp. Em đã dích rồi, biết tính em mà em dích là đẹp. Quần này size L, cotton 75k hết. Tất cả 75k. Các chị phải rất là nhanh tay giúp em nhá. Vì là cái quần nhà em nó rất là đẹp mà nó lại độc. Nó không có đủ size đủ số đâu. Nó dư dịn về thế nào thì em lên thế đấy. Còn chất quần nhà em là toàn bộ là hàng ao hết, chứ không phải là hàng vớ vẩn trôi lồi mà em đưa lên đây 75k một chiếc ạ. Quần 57kg vừa đây, cho hai cái quần đấy đi. Một cái quần cái gen đấy nó ở trong cái túi kia rồi. Có đấy. Trong túi. Cái quần này cũng đẹp ạ. 55 thi phạm ạ. 55kg bao vừa nhá. Cái cốt tông này 55kg là vừa đấy. Cốt tông này 55kg trở lên là vừa. 55kg trở lên là vừa nhá. Đây này, cái này em có nhiều này. Cái này em về nhiều là em sẽ báo là có nhiều này. Cái này là S này. S và M này. S và M này. Các chị nhanh tay nhá, em có mấy chiếc này các chị chốt nhanh đi nhá. S này cũng phải là 48-50kg trở lên mới mặc vừa nhá. 48-50kg mới mặc vừa nhá. 48kg trở lên mới mặc vừa ạ. Nhờ con địt mẹ, cái thằng này mày thích chạy con mình nhiều không? Bố chặn mày luôn à. Đấy, thằng nào mà thích lên xem like của em, nó chạy comment địt mẹ mày, bố mày block hết luôn. Cái gì ạ? Mình lấy quần đen trước nhé. Cái này là mã ren ạ. Cái này là ren ạ. Mã ren ạ. Rất là đẹp luôn các chị ạ. Chị ưng cái mã này à? Đen pha tim ở đằng sau ạ. Theo tim ở đằng sau ạ. Chị đọc mã. Cái này là mã số 2 nhá. Các chị ơi, chị nào thích cái này thì cái này là 50-55kg ạ. 48-55kg mặc vừa cái em này nhá. Mã số 2 ạ. Các chị chốt mã giùm em nhá, mã số 2 ạ. Hàng nhà em thì đẹp long lanh trà xanh mà tỉ độ luôn. Đẹp long lanh như ngà trà xanh tỉ độ luôn. 48-55kg mặc vừa. 48-55kg mặc vừa nhá. Làm sao nó cứ cái vào cái inbox nó ở đây ấy. Cho em quần đó. Mã gen 45kg, 45kg em chốt mã này nhá. 45kg em chốt mã này dùm chị nhá. 45kg có hai cái này vừa này. Đó, cái S này. Một cái. Gen 45kg đây hai chiếc. 45kg nào lấy. Mình ship ít nhất là phải 2-3 chiếc trở lên mình mới ship. Đó. Nên là một chiếc mình không có ship đâu nhá. Túi bé
rồi sao ấy. Cứ lấy cái túi to to cũng được. Vâng ạ. Sáng mai em lấy tất nhé. Số 2 ạ. Cái này số 2 này. Số 2 này. Giang Nguyễn ở đây, dồn cho nó. Cho vào đơn đi. Đây ạ, à, cái này size S nhá. Cái này là 50kg đổ xuống ạ. Size S này là 50kg đổ xuống ạ. Hàng cốt tông ạ, rất là đẹp. 50kg đổ xuống ạ. 50kg đổ xuống nhá. Giang Nguyễn số 2 kìa. Cái này là mã số 3. Cái này là mã số 3 nhé các chế ơi. Cái này là mã số 3. Em 2 quần màu đen 47kg. 2 quần màu đen 47kg đây. Linh ơi, cho mình thông tin gửi hàng vào số điện thoại nhá. Đây đây đây. Đây đây đây, cho nó cái này. À, Võ Nguyệt cho hai quần số 2. Chị ơi, cái quần số 2 đó em không có sai đâu. Em lên quần mã số 5 nào. Mã anh số 5 ơi, ạ. Chị ơi, cho mình số điện thoại và thông tin gửi hàng với. Mã số 5 nhá. Mã số 5 em xem nào, còn mấy chiếc? 4 chiếc. Mã số 5 em còn 4 chiếc nên là các chị nhanh tay nhá. Mã số 5 em còn 4 chiếc size S 4855 kg ạ. 45 đến 55 kg nhá. 45 đến 55 kg ạ. Bao vừa rất là đẹp luôn. Các chị yêu ơi, cái mã nào ấy mà em mấy giờ ấy ạ? Chị Linh Ninh ơi, hai quần của chị đây nhá. Vừa gen vừa em chọn những cái đẹp rồi. Ba giờ 28. Ơi, cho em thông tin cửa hàng. Đây này, cái này nhá. Đặt xe đạp đi. Cái này à, có 4 chiếc nha, mã số 5 ạ. Chị Võ Nguyễn ơi, chị đổi sang mẫu khác đi, mẫu số 2 hết rồi. 45kg của ai kia? 45kg gì cơ? Cái này là size L nhá. Chị Giang Nguyễn ơi, em thấy rồi, em có thông tin của chị rồi nhá. Giang Nguyễn này nhận được rồi nhá, cái này size L này. Cái này cũng mã số 5 như size L này, cái này 60kg này. Cái này 60kg hơn 60kg mặc vừa nhá. Cái này là 55kg đổ xuống nhá. Mã này là 55kg đổ xuống này. Cái này có về số lượng này mấy cái chiếc liền này. 2 này, 3 này, 4 chiếc này, 4 chiếc size S, 1 chiếc size L nhá. Mã số 5 nhá, các chị comment đi ạ. Cho chị một bộ quần, một bộ áo quần nâng ngực nhé. Màu đen size 34. Nâng ngực màu đen size 34 à? Chị ơi 34 đây nhá. Chị ơi 34 đây, em sẽ lấy một cái quần ghép vào cho chị là bằng 225k nhá. Chị ơi cho em xin thông tin địa chỉ ạ. Ghép cho chị cái áo này vào với một cái quần nữa là ok à? Linh Linh ơi, cho mình số điện thoại và thông tin gửi hàng ơi. Linh Linh ơi, cho xin số thông tin và địa chỉ ship hàng nào. Tôm gia bảo ngọc dương như gì trong hai cái năm năm ca đẹp nhé. Đây nhá, em ghép cho chị một bộ này nhá, xem còn cái xu nó. Để em bê cái thùng hàng qua đây đó. Quần như này rất là đẹp ạ. Đây hết nhá. Chị nào vừa bảo ghép quần á, chị nào vừa bảo ghép quần thì chốt ngay cái mã 34 này cả bộ nhá. Lưng ngực cái siêu lưng ngực nó còn sót thôi. 45kg thì lấy cái quần nào được cơ. Đây đây, cho cái quần này. Chị ơi em ghép cho chị một bộ này, siêu đẹp luôn nhá. Có
ông thì cho em xin thông tin địa chỉ nhá. Vâng ạ. Nhà em lấy bộ hoa hồng size 36. Hoa hồng 36 đang tạm hết nhá. Lấy thêm cái gì thì báo nhá. Đây đi đi đi. Bộ này đi. 34 thì là mình sẽ ghép cho cái quần này ạ, rất là đẹp luôn. Rất là điệu và đẹp. Bộ lưng ngực nhé, và còn 41 cái này rất là đẹp luôn, trên pha ren dưới pha ren. Còn bao nhiêu một chục chị ơi? Còn 75 nghìn một chiếc bạn ạ. 750.000 nhá, 750.000 một chục ạ. Áo 150k à, vâng ạ. Áo này em còn sót đúng một chiếc hôm trước là mở bán, nhưng mà vì những cái áo này nếu mà nó không có sai, không có thông tin địa chỉ ấy, là em xả luôn nhá, là em sót được một vài chiếc ạ. Nhớ chọn cho mình nhé. Tống Giao chọn cái gì nhở? Xem nào. Áo 150, vâng ạ. Em ghép được một cái bộ này rất là xinh nhá, với cái áo siêu nâng ạ. Bộ này là thành 225k. 225k siêu đẹp luôn chị ạ. Quần thì quần ao mà áo thì cũng vậy ạ. Rất là đẹp luôn. Chị nào ưng thì chốt ngay cho em với bộ này 34 ạ. Bộ này 34 ạ. Vâng ạ. Nhớ chọn cho mình nhé. Tống Giao ơi, chọn cái gì nhỉ? Hà Thu ơi, cái đấy 45kg vừa nhá. Cái này chốt cho Hà Thu này. Bộ này chốt cho Hà Thu chị với. Chị Hà Thu ơi, cho em xin thông tin địa chỉ luôn ạ. Nhân viên nhà em đang check ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Quần lót thế gì ấy? Hồng Nguyễn lấy cái gì ấy? Ô, con mình mua hàng mà có thấy trả lời đâu Hà Thu ơi. Chị Hà Thu ơi, chị inbox cho em nhé. Em chốt cái mã đó cho chị rồi nhá. Em đã chốt cái mã siêu nâng và cái quần đó, trị giá là 225k. Chị cho em xin thông tin và địa chỉ giúp em ạ. Nhân viên em đang check rồi nhá. Chị chốt luôn ở trên like cho em ạ. Chị comment luôn trên like cho em cũng được ạ. Mọi người ơi, mọi người ghi lên trên like luôn nhá. Các chị ơi, các chị có thấy bài của em ghim không ạ? Các chị đã nhìn bài của em ghim chưa ạ? Bài của em ghim là 75k một chiếc ạ. Bài này của ai? Hà Thu à? Hà Thu cái bộ đó. Chị comment luôn nhá. Chị Hà Thu cho em thông tin gửi hàng luôn trên này đi. Chị comment luôn đây ạ. Áo đen 34 treo mắc kia, hôm qua chị vào chốt đơn mà S mà lại S size 34. Chị ơi, Thanh Thảo ơi, những cái đơn mà nó mình gửi hàng ấy, nó không có thông tin gửi hàng là mình sẽ xả nhá. Cho Tôn Gia Bảo hai cái quần lót 55kg. Hà Thu lấy thêm một quần. Chị Hà Thu ơi, cho em thông tin số điện thoại rồi em lấy thêm đơn cho chị nhá. Chị ơi, em cho chị thêm một cái quần chai ẩm nhá. Quần chai ẩm Slogi này này. Rất là đẹp luôn nhá. Chai ẩm chính hãng luôn ạ. 75k một chiếc nhá, chai ẩm Slogi chính hãng nhá. Tang mang đầy đủ, cho chị thêm một cái quần này đi. Đây này, cái này cũng đẹp này. Cái này là chị Tôn Gia Bảo hay quần lót. Giờ sai bao nhiêu? 55kg à? Cái này to quá. Ôi, cái này đẹp quá các chị ơi. Cái này có nhiều đấy. Cái này có nhiều đấy. Cái này về số lượng nhá. Đang chọn cho chị ấy cái 55kg. Chị ơi, 55kg nhá. 55kg bao vừa nhá. 55kg bao vừa hai cái quần này nhá. Chị lấy hai quần này nhá. Chị lấy hai quần. Chị ấy tên là gì nhỉ? Tôn Gia Bảo.
Tôn Gia Bảo ạ. À. Tôn Gia Bảo ơi, quần này nhá. Quần 75k chị ơi. Quần 75k đồng đồng giá. À, Bao Hồng Nguyễn, Bảo Nguyễn. Chị ơi comment luôn địa chỉ số điện thoại trên like này giúp em nhé. Chị ơi cho một bộ đen 34. Chị ơi đọc comment giùm em. Ok ạ. Inbox rồi. Vâng ạ. Em thử mặc cái cầm tay xem. Mày cái thằng là Bùi vãi lồn. Thằng Bùi hạ vãi lồn mà lại hãm lồn. Mọi người ấy, hôm nay không có nhân viên để check inbox đâu nên mọi người ấy comment lên trên này nhá. Em ơi 56kg vòng ngực 93. Cho em hai áo đi. Còn check inbox thì phải đợi hết like rồi em mới check. Em ơi 56kg vòng ngực 93. Thế là áo 38 rồi. Chị này mặc áo 38 rồi. 38 như còn cái màu đỏ sót lại sao nhỉ? Cái gì? Còn cái màu đen này nữa thôi. Chị mặc nâng ngực hay không nâng ngực ạ? Nâng ngực hay nâng ngực? Không nâng ngực thì nói luôn ạ. Nâng ngực thì nói nâng ngực mà không nâng ngực. Đây là hàng nâng ngực nhá. Đây là hàng nâng ngực nhá. Em chỉ còn sót một chiếc thôi nhá. Nâng ngực ạ. À, em sẽ qua mẫu khác nhưng mạng bị làm sao vậy rồi. Thanh Thảo ơi, bạn chốt lên trên là like cho mình nhá. Còn nếu mà inbox thì phải đợi hết like rồi mình mới check nhá. Một chiếc này ạ. City Girl 68 hàng 75k. Hàng 75k, cái này ZS. Đấy. Cái này 50kg đổ xuống nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa. 50-52kg đổ xuống mặc vừa. Nâng ngực màu đen size 34. Nâng ngực màu đen size 34. Chỉ còn 3 màu này thôi nhá. Hàng nâng vừa thôi nhá. Hàng nâng vừa. Hàng hoa hồng này. Hàng hoa hồng này là 150k các chị ơi. Cái này hồng là 150k này. Cái cài trước này là 150k nữa này. Cài trước đan dây các chị thích xem kỹ hơn thì có thể là qua cái ảnh em đăng á. Cái này rất là đẹp luôn các chị ạ. Đó, cái này là 34 luôn ạ. Đấy, cầm nâng ngực à, em vừa cầm ý Nguyễn Ly Ly ta à, cái này thì bạn vừa thì bạn nói là đây là 34 hoa hồng nhá. Comment 34 hoa hồng này, 34 đan dây này, 34 đan dây này, 34 hoa hồng này. Thì là comment luôn số điện thoại địa chỉ giúp em nhá, nhân viên chốt ạ. Hàng Việt hay Quảng Quảng Châu chị. Quỳnh Hồng Lê à. Mình là hàng xuất chính hãng nhá. Hàng xuất chính hãng và hàng Thái nhá. Mình làm hàng xuất chính hãng và hàng Thái nhá. Hàng nhà mình chỉ có hai loại đó thôi nhá. Có chị nào to to béo béo mập mập đen 34 kìa. Bảo Hồng Nguyễn này. À, cho xem mẫu quần 70kg. Ôi chị ơi cái này 70kg vừa nhá. 70kg vừa. Cái gì chị? Không biết. 70kg vừa. 70kg bao vừa chị ơi. Chị 7... Tôn Gia Bảo ơi, chị lấy cái gì ạ? 70kg bao vừa nhá chị ơi. Bụng to cỡ nào cũng vừa nhá. Cái đen ý Nguyễn Ly Toa. Em không có nhiều đen đâu. Em rất ít đen luôn. Cái này có vừa không? Cái này là XL này. Cái này là XL cơ này. Cái này là XL nhá. Cái này là XL này. 70 cân có dư mặc vừa này. 70-80kg mặc vừa. Ngực chị nhỏ. Đâu rồi nó đâu rồi. Chờ tí nhá. Mọi người ơi chờ em một tí nhá. À đây lại còn một chiếc siêu lưng màu đỏ này 38 ạ. Cái đen em mới cầm đó. Bảo còn một cái.
cái đen nào nhỉ? Cái này á, em chỉ còn một cái hả? À? Cái này phải không chị? Chị ấn mã 1 giúp em nhé. Chị nào ưng cái quần này size XL thì ấn mã 1 giúp em nhé. Ấn mã 1 giúp em ạ. Chị nào ưng cái này thì mã 1 giúp em ạ. À, chị Cúc 56kg. À, vòng ngực P là gì? Hà Thu ơi, chị inbox địa chỉ rồi nhé. Vâng ạ. À, bây cái gì? Đéo hiểu luôn. Em like cái mẫu quần 70kg cho chị ấy nhá. 70kg này. Mã này là mã M này. M 70kg này. 70kg này. Cái này 66 mấy kg à? Cái này 70kg vừa đấy. Đây ạ. Chị tôi ra bảo ơi, chị lấy cái gì này? 34 đằng đấy màu tím. Chị lấy luôn. Giang Nguyễn nào, chị Giang Nguyễn chị lấy 34 này. Chị lấy cái này 34 phải không? Đâu vừa chị để mấy cái đâu nhỉ? Cái này em còn 36 à? Cái này em còn 38 này chị ơi. Cái này em còn 38 luôn này. Cái này em còn 38 luôn nhá. Cái này 34 đi, lần đưa xem nó. Chị vừa để ở đâu nhỉ? 34 ở cái này. Chị vừa đút vào túi mà. Đây 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 đây, 34 ơi, chưa cho chị gì á. Hôm nay em lên cái mẫu này cho mọi người hết luôn đi nhá. Cho nó xong việc đi. Ba tư chị đang mặc đấy màu tím, ok. Vâng ạ, ba tư cho chị Giang Nguyễn 34 ạ. Chị có lấy quần cùng màu không? Cái quần mà chị bảo đưa chụp ấy. Chị ơi, cái bộ này nhá là hay. Chị ghép quần vào đi. Ghép cái quần này 34 này rất là đẹp luôn chị ạ. Cái quần này nó lên cả một bộ rất là đẹp. Chị cho thông tin địa chỉ rồi sao ạ? Chị Giang Nguyễn này, cái này lại đẹp lắm. Nó vừa một bộ luôn, đẹp cực kỳ luôn. Nó y như màu của nhau. Như kiểu là nó sinh ra đã thuộc với nhau đó. Alo. Anh em không ở nhà, anh mang qua mẹ em ra lấy nhở. Vâng ạ. Hôm nay cái Giang Nguyễn là 36 và 38 vừa không? Mình lấy 34. Vâng ạ, Giang Nguyễn 34 ạ. Giang Nguyễn ạ. Chị lấy cả bộ này là 225.000 nhá. 225.000 ạ. Áo là 150. Áo là 150 ạ, quần là 75k nhá. Bộ này rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Vâng ạ. Đẹp quá, xỉ thế nào? Xỉ thì lại muốn xỉ trên anh đây à? Anh ấy, nhà em hình như không ai nhà. Vâng, em cảm ơn ạ. Vâng ạ. Chị lấy cả bộ, vâng ạ. Chị ơi, chị lấy cả bộ đó hả? Chị bấm mã 34 đi, em vẫn còn 34 nữa nhá. Vẫn còn một quần và một áo nữa ạ. Có xem nào lên 36 nhỉ? Đâu rồi? Còn một cái quần như thế đã đâu rồi? Chị ơi, em còn một chiếc quần như thế nhá. Cái này còn 36 không nhỉ? 34 đây. 34 đây em còn. Chị ném trước ra đây hai cái quần mà. Nguyễn đi. Linh Đao ơi, xỉ inbox qua cho mình nhá. Xỉ thì inbox nhá. Xỉ số lượng nhá. Em còn một cái quần như là vừa lấy cùng set này nhá. Chị lấy thì là 225k cộng ship ạ. Chị chốt mã bộ này ạ. Mã bộ ạ. Size 34 kìa. Bộ 34 kìa.
Em còn một cái quần như thế nữa, em nhớ là em còn. Sao còn một cái áo ở đâu ra đây? Em không biết là ở đâu nó để chi ra đây. Đây này, em vẫn còn áo này. Còn hai cái 38. Hai cái 38, một đen một đỏ. Lúc trước chị rẽ ràng chị lém cho mày hai chiếc nhỉ? Không, mà thôi cứ nghĩ ra chị lại tìm sau. Đây 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 chị ơi. Lên bộ này ạ, bộ này cho chị Zepafu này. Vâng ạ, ok lấy. Đây này, nhìn sai đây xem đúng cho 34 chưa, bỏ vào cho chị á. Chị cho em thông tin gửi hàng chị ơi. Chị ơi, chị Zepafu gì ấy, cho em thông tin gửi hàng về cái bộ đấy 34 nhá. Em còn bộ bạc hà 36 này. Bộ bạc hà 38 à? Em còn bộ bạc hà 38 như 180k. Chị Zepafu ơi. Cái bộ này là 38 nhá. Nhận được địa chỉ rồi nhá. Vâng ạ, bộ này 38 các chị ơi. Bộ này 38 ạ. Bộ này 38 nhá. Chị còn xét nâng ngực size 36 không cho em với. 36 à? Đây là 38. 36 không biết là còn áo không. 220k một set đấy. Set ghép đấy nè. Cái bộ này 38 này. Bộ này 180k các chị ơi. Cả bộ này ạ, vâng ạ. À, kìa, chị ơi. Chị gì? Chị ơi, cái bộ này là 180 ạ. Các chị chờ em một chút nha. Cái này 45kg vừa này. Cái này 45kg này cho chị nào ạ. Chị nào mặc 45kg thì mặc cái này đi ạ. Địa chỉ chị gửi 4 lần rồi đấy. Ôi cái chị gì này à, Tôm Gia Bảo này. Ừ thì em bảo chị nghe tốt cũng chốt cái gì. Chị ơi chị Tôm Gia Bảo ơi. Em xin lỗi chị à, chị ơi. Muộn rồi nhanh lên. Tôm Gia Bảo ơi, em rất là xin lỗi chị nhá. Vì em không thấy cái comment của chị bây giờ mới thấy ấy. Chị có thể nói cho em biết là chị đang muốn mua cái sản phẩm gì thì chị comment đi để em like cho chị nhá, like riêng cho chị ạ. Em có kiểu nào quảng cáo khác. Còn bộ lá cờ Mỹ không cho chị size 36. Chị Thiên Nhiên ơi, em chỉ còn một bộ size 36 nhưng mà là yếm nhá. Cờ Mỹ yếm, chị thoát ra và vào trang cá nhân của em xem bộ yếm đó. Em có hai bộ thì vừa khách lấy một bộ rồi, còn một bộ duy nhất. Quần thì giống như quần em vẫn mặc em like ấy, nhưng mà áo là áo yếm nhá. Cái bộ cờ Mỹ đéo đâu nhỉ? Em không nhớ em lém đâu, em vừa like em vừa lém luôn. Không nhớ luôn. Em like một hồi là em lém lung tung quá à. Chị vào trang cá nhân đi, em vừa quay lên á. Em chỉ còn một bộ duy nhất thôi, không có bộ thứ hai đâu. Cho cả 1 tỷ cũng không có bộ thứ hai. Cái quần này rất đẹp này, 45kg này. Ai lấy cái đôi này thì lấy luôn đi nhá, có một đôi đi ạ. Có một đôi luôn ạ. Trần Như ơi, bên mình không miễn ship nhá. Ship bên giao hàng tính. Ship giao hàng tính nhá, 25-30k gì á. Đi chưa? Thu tiền, chị còn xét nâng ngực size 36 cho em với. Nâng ngực 36 tạm hết nhá. Xanh hương bộ xanh 36 còn không? Xanh 36 à, xanh 36 không còn, bây giờ chỉ còn 38 thôi. À xanh 36. Cái này còn 32 kìa. Chỉ còn 2 chiếc nha. Tôm Gia Bảo cho mình 2 quần lót 55kg. Hương Gia Bảo chốt cho Hương Gia Bảo 55kg. Tôm Gia Bảo. Tôn Gia Bảo em sẽ nhập cho chị nhá. 55kg nhá. Mẫu này luôn nhá. Ơ
ok, chị ra bảo nhá. Chị ơi, 55kg chị mặc cái quần này giúp em nhá. Xem còn cái quần nào đẹp đẹp không nhỉ chị. Không chị lại phật ý. Chị ơi, 55kg nhá. 55kg em bao vừa chị nhá. Lấy một quần này này, em lấy cho chị một cái quần nữa. Đây nhá, chị lấy thêm một cái quần này giúp em nhá. 55kg ạ. Đây này, một trong hai quần này ạ. Chị lấy quần nào ạ? Mã 1 và mã số 2 ạ. Mã 1 và mã số 2 nhá. Chị mã 1 và mã số 2. Ờ bạn ơi, cái này là size 32. Đấy nhưng chị mà 34 vẫn mặc được nhá. 32 34 mặc vừa nhá, có điều chỉnh ạ. Vâng ạ. Chị da phu ấy. Lưng chị có 34 không chị? Chị áo màu ba lỗ. Ba lỗ có S nhá. Có nha, ba lỗ chờ tí. Đây đây, cho chị hai cái. Cái này cũng 55kg đổ xuống mặc vừa này. Quần cháy dứa. Ừ. 55kg vừa. Một đôi này 55kg đổ xuống vừa nhá. Cho nó đi giải quyết đi. Mã 1 tôi ra bảo đi. Mã 1 gì đấy? Mã số 1 ạ. Hình như là chị lấy cái này. Bỏ cái kia lại. Mã này mã số 2 rồi. Đi. Cái này là 60kg nhá các chị ơi. Cái này là okay, 60. Em lấy. Ờ dù vui, bạn lấy cái này đúng không ạ? Bạn lấy cái này ạ? À? Cái này nhân là chỉ sót đấy, chỉ còn một chiếc thôi à? Còn một chiếc duy nhất thôi. Cái này nó có chỉnh lưng ở đằng sau à? Nhá. Rất là đẹp luôn. Em treo cái mã này lên này, cái mã này nó rất là đẹp này. Cái mã này nó các chị ơi, quần nhà em ấy nói thật với các chị là chất lượng lắm luôn. Vì các chị nhìn là nó là hàng ao luôn nhá. Đây là các chị nhìn đấy là các chị cảm nhận Bảo được Hồng ngay. Bảo Hồng Nguyễn. Bảo Hồng Nguyễn gì ạ? À? Em có một bộ màu đen size 34 mà chị không đọc comment của em cho địa chỉ luôn mà không đọc. Ờ Bảo Hồng Nguyễn ơi, chắc là bị ẩn comment đấy. Bị ẩn comment rồi. 34 à, 34 màu đen thì không có đâu nhá, hết rồi. Hết 34 màu đen rồi, đéo mẹ thư sư lại ở đâu ra, 34 còn. Sao nó lại lật ra đây, 34 còn nhá, để chị lấy ạ. Hàng nâng ngực nhá, chị chém tròn cho em một cái quần nữa. Áo đang mặc có 36 không? Áo đang mặc là 36 đó, cả bộ, 180k có cả quần nhá. Quần cùng màu luôn ạ. Quần cùng màu 36 ạ. Đây đang nhặt một bộ này á. Cái quần này yêu ơi là yêu nhá, ghép thành một bộ luôn nhá. Bộ này 34 nhá chế ơi. Chị gì ấy, mày vừa đọc chị gì? Đọc Hồng cái gì bảo. Chị ra bảo gì ơi. Đâu ra bảo đâu. Chị bảo Hồng Nguyễn. Chị bảo Hồng Nguyễn ơi. Cái này 34 mặc vừa chị. Chị bảo Hồng Nguyễn ơi, em ghép cho chị một bộ này nhá. Cái này XL cơ bạn. Chị bảo Nguyễn ơi, chị ok không ạ? Ờ ok. Chị lấy cái quần lơ hay là quần không lơ? Em cho chị xem lại này, cái quần này có lơ này. Cái quần này có lơ này. Đó. Quần này em rất là xịn luôn. Các về các chị cứ mặc và cảm nhận. Cái này có lơ này, cái này không lơ này. Chị lấy cái quần nào nào? Quần có lơ hay không lơ ạ? Quần lơ hay không lơ ạ? Bảo Nguyễn cho số điện thoại ạ. Chị bảo Nguyễn ơi, chị lấy lơ hay không lơ ạ? Chị lấy lơ hay không lơ ạ? Đó, hai cái quần này này. Chị lấy cái quần nào? Đây là số 1 này, không lơ này. Số 2 là có lơ này. Số 2 đây này. Anh Anna Thông, màu bạn đang mặc có size. Có size nhá. Cho chị bộ đang mặc một cái. Đấy bao nhiêu? À, một chiếc là 75k. Lơ, chị lấy cái lơ. Cái lơ ờ, đây. Chị lấy cái lơ. Cái đéo nào này này còn sót cả 34 ở đấy. Hay rơi hàng đâu.
là làm sao lại còn có sót cái lưng ngực ở đây mà sáng toàn báo hết đây. Chị ơi, chị nào 45 kg ạ? Chị nào 45 kg thì lấy cái quần này nhá. Đây cái quần lơ đấy. Lơ bạn ra đi. Dạ đây phu ơi, lơ còn mất một chiếc thôi, chị kia lấy mất rồi. Bạn chuyển mẫu khác được không? Nhá, em ơi, em có thể chuyển sang mẫu này dùm chị nhá. Cái này cũng đẹp lắm, cái này nhân bảo, lên. Chị bảo Hồng Nguyễn ơi cho em lại thông tin gửi hàng với. Chị cho số điện thoại rồi nhưng mà chị ấy, kéo lên trên đi. Chị ơi em không kéo được. Bộ đang mặc Hồng Hoàng à? Hồng Hoàng bộ đang mặc ạ. À, comment luôn địa chỉ trên like nhá, Hồng Hoàng ơi. Comment luôn địa chỉ trên like, có thấy nhá. Có thấy các bạn ạ? Quần ren bướm bữa hôm em like còn không? Quần ren bướm à? Ren bướm hình như em còn một chiếc á. Ren bướm em còn một chiếc ạ. Mã củ đít nào không còn hay sao? Chỉ còn ren đít, ren bướm. Ren bướm đây ạ. Có phải là mã ren bướm này không ạ? Có phải mã ren bướm này không ạ? À vâng, chị cho lại rồi kìa. Em chốt đơn cho chị rồi nhá. Chị bạn nào mà 45 kg thì lưu ý những cái mẫu này mình đưa nhá, 45 kg là đẹp, rất là đẹp nhá. Rất là xuất sắc á, không mấy khi có hàng đâu. Đây nữa mình like một chiếc thứ hai nữa. Cái hàng này là lần trước nó về chỉ một hai chiếc mà cháy hàng luôn đấy. Cái này rất là đẹp luôn. Đấy là nó có ba cái chiếc này. Bạn nào mà vừa thì inbox mua luôn đi. À comment mua luôn nhá. Cái này S ạ. Cái này nó giống như kiểu Victoria. Cái hàng này rất là đẹp luôn. Đợt trước về có cái bạn nào ấy, bạn ấy cứ thích cái mẫu cặp to này này. Thế là bạn ấy Hồng Hoàng bộ đang mặc. Bộ đang mặc có nhá. 180k. 180k số 7. Bộ đang mặc là 180k có cả quần nhá. Bạn nào mà 45 kg thì order ngay cái mẫu này nhá. Ba cái mẫu này rất là đẹp luôn. Chị bảo hôm nay em nhận được địa chỉ rồi nhá. 40 quần sexy đâu có cái quần mà đằng sau cạp đâu. Cái này cũng đẹp lắm ạ. Chị bộ đang mặc size 36 vâng ạ. À, đang mặc này size 36 ở có nhá, em để luôn cái bộ này cho chị. Em để luôn cho chị nhá. Còn cho là mình bộ L tím mộng mơ. Mình L tím mộng mơ. Trời ơi, còn size 36 giống chị tính cho em. Tiền có bộ là 36 không cho bạn ăn gì à? Khổ quá. 36 hết rồi. Còn xanh không? 36 chỉ còn cái bộ là mình đang mặc này màu xanh tím than. Màu xanh tím than này nhá, còn 36. À còn cái màu da đây này, lấy cái áo màu da 36 ra. Em vẫn chưa được tìm được cái này màu đỏ 34 cho chị da nữa thôi. 34 đấy mà. Đằng đấy không có. Trời ơi, thu tiền còn 36 kiếm cho em buồn. Chị em Nguyễn mua ngoài không được à? Vâng ạ, thu tiền ạ. Size 36. Không phải là em không muốn bán đâu mà nó cứ hết hàng nhanh lắm. 36 còn cái mẫu này này, ghép quần vào này. Cái này 38 mẹ rồi à. Em còn hai chiếc này 38 này. Em còn hai chiếc này 38 nào, chế là mua đi 150k một chiếc. Thích ghép quần em ghép quần cho nhá. 180 cái này 38 này, còn hai chiếc này rất là đẹp. Cái này 32 à? Cái 36 đây này, em đang cởi ra màu hồng đây này, 36 vừa này. Vâng ạ, áo chả thấy người đẹp mà chỉ có người chả hiểu. Áo chả thấy đẹp mà chỉ có người đẹp thôi. Áo đẹp chứ sao lại khen người đẹp làm gì vậy rồi? Cái bộ này 36 chị nào vừa chốt đấy ạ. Chốt thì cho em xin thông tin địa chỉ nhá.
36 đang mặc nhé. Đại dương. 36 màu tím than nhé chị nhá. Màu tím than đi nhá, cả bộ luôn ạ. Xem là còn 36 không nhỉ? 36 luôn này. Mắc dây vào đi chị ấy. 36 đây. 36 màu tím than nhé chị ơi. Hai bộ giống nhau á. Lấy một bộ màu hồng cho chị đi. Cái quần này không biết lém ở chỗ nào rồi cơ. Lát nữa lần quần. Cứ để cái riêng tí lần quần. Đây đây cô, đây quần đây rồi. Chị ơi, quần của nó đây rồi nhé chị ơi. Quần của nó đây rồi nhá. Chị Đại Dương ơi, cho em thông tin gửi hàng. Cho chị... em luôn trên này nhá, inbox đợi check lâu lắm. Chị comment luôn trên này, chốt luôn trên này ạ. Vâng ạ. Cái này em còn 38 này, hai màu này. Chị nào inbox lấy luôn đi ạ. 38 còn hai màu hai chiếc ạ. 38 150k một chiếc ạ. Hai màu hai chiếc luôn. Nâng ngực rất là đẹp. Em mặc lên thì các chị muốn mua ngay vì nó thật sự nó rất là đẹp. Mặc thử luôn mẫu này đi. Chị Đại Dương ơi, cho em số điện thoại và thông tin gửi hàng với. Vừa chị cho rồi dạ. Chị thấy áo siêu nhỉ. Chị thay áo siêu nhỉ. Thay nghề rồi. Chị ở Việt Nam này chỉ có mỗi con này là like trực tiếp kiểu này thôi. Lại có Facebook giả hay sao? Mày vào mày tìm Facebook giả hay chị cái. Bây giờ đang ngồi check thì tí nữa xem sao. Máy của mày cũng đánh được mà. Mày đưa ra tìm nhá. Mọi người ơi, lưu ý nhá là theo dõi Facebook của em đi nhá. Không là các chị phải vào Facebook giả đó. Cái Facebook giả nó cũng like là mệt lắm ấy. Chị Đại Dương ơi, cho em số điện thoại và thông tin gửi hàng với. Cái này rất là đẹp này. Vâng ạ. Đại Dương ơi, tất cả các chị ơi lưu ý là cái hàng quả này là em còn 2 chiếc nhá. Một màu tím và một màu vàng da như thế này. 150k một áo. Và đằng sau lưng nó như thế này ạ. Chị ơi, cho em thông tin gửi hàng luôn trên này chị ơi. Chị Đại Dương ơi. Chị Đại Dương ơi, chị comment đi, lát nữa em xóa inbox cho. Cái này rất là đẹp nhá các chị ạ. Còn chị nào 34 ấy. Không còn biết còn 36 nhỉ. Thì cái này to to này. Cái này 34 rồi. Các chị ơi, cái này em còn 32 này. 32 này, dáng này em còn 32 và 36 này. 32, 34, 36 này. 32, 34. Lily Hầu ơi, bên em không chịu phí ship nhá. Không phở đi ship cho một ai hết nhá. Các bạn mua hàng các bạn phải mất ship. Vì làm sao chúng tôi không đẩy giá sản phẩm. Các bạn mua sát với lại giá gốc rồi thì các bạn phải mất tiền ship nhá. Còn những cái thành phần áo mà áo đang mặc ngực 92 vừa không? Áo đang mặc ngực 92 hả? Áo đang mặc ngực 92 vừa chị ơi. Em bao vừa cho chị luôn. Em bao vừa ngực 92 luôn nhá. Vì nó là 38 mà. Hương Giang Chu cho em một chiếc. Chị Đại Sao Dương nhỉ? Ơi, cho em thông tin gửi hàng với. Ngực 92 vừa thì chị lấy một chiếc. Chị ấy à? Cho chị lấy màu tím đi, cho nó mỹ mãn đi. Cho chị màu tím đi, cho chị lững lờ mộng mơ đi. À chị có lấy thêm quần không? Em sẽ tìm quần cho chị ạ. Chị Hương Giang Chu ơi, cho em thông tin gửi hàng nhá. Quần này 50kg vừa nhá. 50kg vừa. Vâng ạ. Mày ấy cái đằng đấy đi. Mày blog luôn cho tao.